Ra đời, gắn bó cùng Tam Nông. Năm 2023, hệ thống khuyến nông Việt Nam tiếp tục khẳng định sứ mệnh vì nền nông nghiệp, vì nông dân, nông thôn, phục vụ tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững khi đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như xây dựng 439 mô hình trình diễn khuyến nông, tổ chức đào tạo tập huấn 28.000 lượt người, tuyên truyền trên 200 tin bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 9 sự kiện, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế và tăng thu nhập cho bà con nông dân, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Các dự án mà khuyến nông triển khai không chỉ tập trung trên cây lúa, mà hầu hết các ngành hàng chủ lực đều ghi nhận dấu ấn quan trọng. Năm 2023, khuyến nông đã tuyên truyền 150 tin bài, ảnh, tổ chức 4 tọa đàm, diễn đàn về xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu, tổ chức 42 lớp tập huấn, 10 đoàn khảo sát học tập cùng tài liệu, video kỹ thuật. Triển khai 9 dự án khuyến nông trung ương, phục vụ phát triển vùng nguyên liệu lúa gạo, cây ăn quả, vùng nguyên liệu gỗ, tôm, cá tra. Sau nhiều năm triển khai thí điểm, đề án khuyến nông cộng đồng đã nhận được sự quan tâm, kỳ vọng rất lớn của các bộ ngành địa phương và đặc biệt là bà con nông dân. Ngoài 13 tỉnh tham gia đề án, với 26 tổ khuyến nông cộng đồng đi vào hoạt động ổn định, khuyến nông cộng đồng đã có sự phát triển ấn tượng. Hiện trên cả nước đã có thêm 30 tỉnh với tổng số khoảng 3.500 tổ. Trong năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai các hoạt động tăng cường năng lực cho các tổ chức này. Để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm đặc sản, truyền thống và có lợi thế ở địa phương, năm 2023, Khuyến nông Việt Nam đã tuyên truyền 300 tin bài, ảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức 1 diễn đàn và 3 hội chợ triển lãm, tổ chức 10 lớp tập huấn, 12 đoàn khảo sát học tập cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông và nông dân chủ chốt, trang bị các kiến thức về phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, góp phần xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP. Chuyển đổi số mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các ngành trong thời đại 4.0 là xu thế toàn cầu và ngành nông nghiệp Việt Nam cũng không ngoại lệ. Năm 2023, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông giai đoạn 2023-2027, xây dựng phần mềm quản lý dự án khuyến nông, tổ chức 6 lớp tập huấn, 2 hội thảo với chủ đề về chuyển đổi số trong hoạt động khuyến nông gắn với tổ khuyến nông cộng đồng, phát triển vùng nguyên liệu, mở chuyên mục chuyển đổi số trên website Khuyến nông Việt Nam với gần 100 tin bài ảnh, duy trì và phát triển trang phiên chợ khuyến nông trên website với trên 300 sản phẩm từ các mô hình khuyến nông tiêu biểu vùng miền. Gần 1.000 đại biểu từ 63 tỉnh thành đã có mặt tại Quảng Ninh vào ngày 26 tới 27 tháng 10 năm 2023 để tham dự lễ kỷ niệm 30 năm khuyến nông Việt Nam. Sự kiện góp phần khẳng định vai trò, vị thế của khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ khuyến nông, tạo động lực để hệ thống khuyến nông tiếp tục phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân công chủ trì xây dựng chiến lược phát triển khuyến nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2050. Hiện nay, Trung tâm đang tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo, chiến lược để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tham gia Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, khuyến nông đã thiết kế và trưng bày chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo với 10 phân khu, gần 50 đơn vị, doanh nghiệp, viện, trường, trưng bày giới thiệu các sản phẩm, tiến bộ kỹ thuật, quy trình công nghệ, các trang thiết bị vật tư, sản phẩm, phân bón. Đây là chuỗi hoạt động thiết thực, thể hiện tâm thế sẵn sàng vào cuộc triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
Năm 2023, khuyến nông Việt Nam đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều hoạt động hợp tác quốc tế và hợp tác công tư PPP, đồng thời tăng cường hợp tác với nhiều đối tác khác. Phối hợp với Quỹ Thiện Tâm, hỗ trợ trang thiết bị cho 30 tổ khuyến nông cộng đồng và hỗ trợ các hợp tác xã phát triển các mô hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí 60 tỷ đồng. Theo chức năng nhiệm vụ mới, khuyến nông là đầu mối kết nối giữa các cơ quan để đưa những vấn đề về tổ chức lại sản xuất, tổ chức lại thị trường đến với người nông dân, hỗ trợ người nông dân những công nghệ, những kỹ thuật, những thông tin, kiến thức. Trung tâm khuyến nông quốc gia là hạt nhân để kết nối hệ thống khuyến nông ở cơ sở. Các địa phương đã quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác khuyến nông, tập trung củng cố, phát triển các mô hình khuyến nông cộng đồng để trở thành lực lượng chủ lực của ngành nông nghiệp ở cơ sở, gắn với phát triển các vùng nguyên liệu nông lâm thủy sản quy mô lớn đạt chuẩn.